đi với con đâu rồi nhỉ? Chắc là ôm nhau đây rồi. Ô, sao Kobi con lại ôm mèo? Thế còn con đâu rồi? Ôi trời ơi, ôm em mèo à? Đây này là mèo bảo nào? Tại sao con lại ôm mèo đây? Chắc là mèo con đi lạc lên đây đúng không? Bây giờ mẹ phải đưa mèo xuống cho Andy thôi chứ không Andy đi tìm con đấy. À, mẹ hiểu rồi. Kobi lại đây, mẹ hỏi này. Mẹ hỏi này. Có phải khi nãy con lấy sữa với lại dĩa để cho mèo uống sữa đúng không? Con thấy con tưởng mèo đó bụng con cho em uống sữa à? Kobi ơi, con đi tìm Mon cho mẹ đi. Nãy mẹ thấy Mon chạy vào tìm con đấy. Mà bây giờ là Mon này đi đâu mất rồi, con đi tìm Mon cho mẹ nào. Xuống với mẹ nha, nhé. Mẹ đang đi tìm em á. Đi xuống với mẹ thôi, không chơi trên đây nữa. Bữa nay biết đi rồi, chạy lung tung rồi, nhé. Đấy, mẹ đang tìm em này. Cô biết phải không? Hả? Con nhận gì cô biết phải không? Đi đây mẹ xem nào. Đi. Đi đây. Mon, sao con nhận chị cô Bi vậy? Chị cô Bi làm gì sai với con hả? Cô Bi con làm gì? À, hay là cho chị cô Bi chơi với mèo nên là con nhận gì cô Bi đúng không? Hả? Để mẹ xem nào. Mẹ ôm nè. Ô, chị cô Bi thương con mà. Thương mà. Bi ôm em đi. Nhá. Ôm em đi, con tưởng là em không yêu con á. Nào ôm em nhé. Vào đây. Đấy, vẫn còn giận này. Nào đưa đi mình cho chị Kobi ôm con nhé. Không giận nữa nhé. Nào vào đây. Rồi, Bi ôm em nè. Đấy. Làm hòa nha. Mình yêu thương nhau nha. Không có được giận hờn gì nữa nha. Được chưa? Tại chắc là chị Kobi thấy em mèo bơ bơ nên là chị Kobi chăm sóc ấy mà. Đừng có giận chị nữa nhé. Đấy, yêu thương mà. Nha. Bi cũng thương em nha. Em ơi đừng giận nữa nhé. Nhá, mẹ làm lành cho hai chị em rồi đó. Được chưa? Chị Kobi thương con quá trời luôn. Từ khi con còn nhỏ chị cũng chăm sóc em con rồi đó. Chị cũng chăm sóc cho mèo nữa mà. Có sao đâu, đúng không? Không giận nhé. Nhá. Không giận dỗi nữa nhé.